Bí mật nào giúp cho bạn thành công? Bí mật của năng lượng chắc chắn giúp cho bạn thành công. Có một sự thật như thế này. Mỗi một cá nhân trong cuộc sống này đều có tần số năng lượng khác nhau và có 3 cấp độ của tần số năng lượng. Thứ nhất, những người có tần số năng lượng thấp hơn bạn. Những người này thì chắc chắn họ luôn nghi ngờ bạn, họ phủ nhận bạn, họ phán xét, họ đố kỵ, họ ghen ăn tức ở với bạn. Và có thể họ sẽ công kích bạn, tìm mọi cách để có thể hãm hại bạn. Luôn luôn lúc nào cũng đối đầu với bạn. Và với nhóm người này thì chúng ta cần phải bỏ qua trong cuộc sống. Nhóm người thứ hai là nhóm người cùng tần số năng lượng với bạn. Họ luôn luôn lúc nào cũng yêu quý, cũng ghi nhận, cũng tin tưởng đồng hành cùng với bạn, luôn luôn trân trọng bạn. Cho nên đối với nhóm này thì chúng ta cần phải xây dựng và duy trì mối quan hệ chất lượng với họ. Nhóm người thứ ba đó là nhóm người có tần số năng lượng cao hơn bạn. Họ luôn thấu hiểu bạn, họ chấp nhận bạn, họ bảo vệ bạn, họ tử tế với bạn và họ luôn luôn giúp đỡ bạn. Với nhóm người này thì chúng ta phải luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với họ, tạo mọi điều kiện để chúng ta ở gần họ nhiều nhất có thể. Và đây cũng chính là định luật vạn vật hấp dẫn. Chúng ta có năng lượng như thế nào thì chúng ta sẽ hấp dẫn những người có cùng tần số năng lượng với mình. Có một cách duy nhất để chúng ta nâng cao tần số rung động của bản thân mình, đó là luôn nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng biết ơn của mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải nâng cao giá trị bản thân, nâng cao năng lực bản thân. Giá trị bản thân chúng ta tăng lên thì tiền của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Bạn biết cách nâng cao tần số rung động não bộ của mình chưa? Bạn đã biết cách thực hành lòng biết ơn và gia tăng giá trị bản thân mình chưa? Nếu như bạn chưa biết, thì hãy liên hệ ngay với Yến để được tặng bộ công thức 28 ngày. Làm chủ cảm xúc, thay đổi tần số năng lượng, nâng cao tư duy, nâng cao năng lực bản thân. Bạn được hỗ trợ thực hành cho đến khi ra kết quả, hoàn toàn không mất phí. Cảm ơn bạn đã theo dõi.